Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một đội hình tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. 113 tỷ, một số tiền mà có lẽ rất nhiều anh em đang xem ở đây có thể sở hữu được một cách vô cùng đơn giản. Và sau một số thời gian có lẽ là trải qua khá là nhiều những đội hình rồi thì bác chủ gửi gắm tôi để làm lại một đội hình mới. Thì bác chủ cũng lấn cấn rất là nhiều team định làm tốt hiện tại, nhưng mà sau đó bác ý quay lại với đội hình 110 tỷ này với Quốc Dân. Nói gì thì nói, Quốc Dân vẫn là trong cái team gọi là anh em dễ chơi và chơi nó vẫn bền theo thời gian vì đều là những con người có tố chất cả. Tôi sẽ cố gắng làm sao cho bác chủ ngày hôm nay sẽ có một đội Quốc Dân ổn ổn nhá. Nhưng không biết là bác chủ có một cái tiêu chí gì không? Em có một cái tiêu chí gì thì có thể anh lấy cho anh em một con nét. Rồi đó, vừa hỏi cái là có ngay mà. Lấy cho em một con nét được chưa ạ? Rồi, mình xin phép lên đồ luôn nhá. Ba ve nét vét vào thời hiện tại thì chắc là em mua cho anh con cáp thôi. Cáp hoặc là MS, nhưng mà thôi lấy con cáp chỉ số nó to hơn một chút cũng được, 20 tỷ. Thì ra mùa này đắt nhở. Rồi, tôi nghĩ là làm con Rudiger đi. Rudiger mùa 21U giá rất rẻ. Con này chỉ có 7 tỷ thôi mà cái giá trị sử dụng thì nó là best tầm tiền luôn nhá. 7 tỷ 9. Là con Varane một con cúp nữa cho tôi các bạn ạ. Đây là hai con trung vệ đầu bảng mà anh em có thể lựa chọn rồi. Ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn một vài những trung vệ ngon nữa, nhưng mà tôi nghĩ là Varane này thì thế này thôi nhá. Tầm 3 tỷ thôi là được rồi. Còn ơ của e vào là đá luôn chứ không cần đi chợ anh à, nhưng mà chắc không kịp R. Hôm nay anh định xem bóng một tí ấy, nên là chắc là để hôm tới đi nhá. Đây cặp trung vệ xong này. Tiền đạo Eusebio không nhỉ? Tôi nghĩ là cái phiên bản này anh em đá Eusebio vẫn hợp lý đấy. Eusebio có mùa này rất là hợp tiền này. Mùa cáp, tôi nghĩ là mua cụ mùa cáp này hợp lý đấy. Cụ đá CF cũng được mà đá cánh cũng ok nhá. Thích thì anh em có thể làm con Son Heung-min cánh còn lại cũng được. Son có thể lấy mùa này thôi này. Mùa này 17 giao dịch chắc chắn các bạn mua được nhá. Thì các bạn sẽ có Son bên trái, ba Benefit bên phải. Eusebio có thể đá cam hoặc đá tiền đạo. Và bây giờ là đôi trụ. Đôi trụ thì nếu như đơn giản thì các bạn cứ lấy Gullit thôi. Gullit mùa MS bây giờ rất là rẻ rồi, 20 tỷ còn xả min nữa. Thì tôi nghĩ đây là một lựa chọn không thể bỏ qua với tầm 20 tỷ. Rồi, mút nhá. Balak cũng được anh ạ. Balak đá nó đơn giản, đơn giản mà nhiều mùa. Balak rất nhiều mùa để lựa chọn. Ví dụ anh em lấy mùa cáp này của nó cũng được, hoặc là mùa đi để trở về thôi, rất là ngon rồi. Đá mẹ cha đi các bạn ơi. Trong cái tầm tiền này tôi nghĩ cha vẫn là lựa chọn best cho anh em. Thực ra tiền đạo thì nó có nhiều lắm, nhưng mà theo tôi thì anh em nên chọn một tiền đạo bây giờ có mang tốc độ để anh em chọc chạy nó sướng nhá. Lấy cụ với cha đá đi. Hai cụ thì đều có hai chân 5-5 và sút rất nét. Ở vị trí thủ thì thực ra còn nhiều lắm. Balak, Balik các thứ cũng rất là nhiều. Balak lấy EBS đi nhá. Tiền đạo thực ra bây giờ dưới 1m8 vẫn đá thoải mái các bạn ơi. Thường thường bây giờ các bạn sẽ dùng những tình huống chọc khe, ghi bàn và cả những tình huống căng ngang vào trong để dứt điểm là chính thôi mà. Rondo 21U cũng là một lựa chọn hay ở tiền đạo nhá. Tôi kêu điểm mấy con nữa. Rondo 21U cũng là một lựa chọn hay, tầm 10 tỷ trở lên thôi. Nói chung là có nhiều lựa chọn anh em ạ, có rất nhiều lựa chọn. Phiên bản này tôi nghĩ anh em lấy ô tô cũng được ấy. Thì tôi cân lương cái nhẹ cho các bạn nhìn về cái lực lượng của chúng ta nhá. Đây, cha sẽ đá ở vị trí cao nhất trèo công. Cha tiền đạo quá ngon. Anh Tú ơi, đi chợ nhanh hộ em tuyển anh 160 tỷ The Sico à. Sợ anh không kịp chứ, tầm này là đang đến cái giờ Newcastle sắp đá thôi. Eusebio đá được nhá. Tại tôi định tính lưng lên BTB cơ, nhưng mà BTB thì nó lại hơi với tiền quá anh ạ. BTB nó tầm 30 cơ, 20 tỷ tôi không biết lấy đâu ra. Thôi lấy Eusebio mùa cáp cũng là ngon rồi anh em ạ. Bên này có Levet. Levet lấy mùa cáp và bên này là Son. Bỏ cha lấy Ronaldo đi à. Bỏ cha lấy Ronaldo à bác chủ à? Ok ok. Nói chung là bác chủ thích thôi, quan trọng là bác chủ thích. Ronaldo này em lấy mùa 21U nhá. Ronaldo này 21U là mùa hợp lý nhất tầm tiền rồi. Hàng Quốc Dân thì lên lấy 255. 13 tỷ rưỡi. Thế dư tiền nhá. Không biết bác chủ có dùng một hình có cam không? Nếu như mà có cam thì có thể đổi cụ cũng được. Đổi cụ thành Kevin. Kevin nhiều mùa lắm nhưng kiểu mùa BTB rất là rẻ. Son. Rồi. Unit ở đây. Balak rẻ chứ. Giá EBS này tôi lựa chọn hay rồi. Em hãy xài 4222 Stone CF. Thế được rồi. Thế là chuẩn đấy. CF thì có Eusebio là đẹp nhá. Eusebio đã CF Ronaldo đầu tàu. Ngon đét luôn. Varane thì tôi nghĩ chỉ cần đến mùa World Cup thôi. Còn tiền anh em làm cái khác. Ngoài ra trung vệ anh em có thể lấy thêm con Van Dijk nữa cũng được.
Bandai những cái mùa như 21U là khá là rẻ. Thủ môn thì như con củ tỏi đúng không? Thực ra thì có thể tận dụng thì tận dụng, không thì cái lương này nó rất cao ấy. Tôi nghĩ cái mức lương này anh em mình không cần thiết phải cân cánh làm gì cả đâu. Hai CDM của bác Sa Anh có hai con nào tầm giá 10 tỷ quay đầu tư vấn em với? Cánh còn lại còn lương 29 cơ à? Cao lương nhở? Cánh còn lại thì tuyệt vời quá rồi. Đấy, có thể lấy Lorante hoặc là Kimi này cũng được mà. Kimi cái mức giá lương 18 này quá ngon luôn. 2 tỷ nhá. Thế thì hơi dư lương nhở? 11 lương nào. Con theo này có rồi, có thể lâng thủ môn đấy được nhá. Ở đây thì... ở đây có củ tỏi mù thường và có theo Hendet. Tôi nghĩ là lên giữ theo Hendet, lâng củ tỏi lên anh ạ. Đối với tôi thì tôi nghĩ là vẫn lên lâng con thủ môn hơn con cánh các bạn. Nói chung tùy anh em thích lâng con nào thì lâng thôi. Thế thôi anh em thích lấy tỏi thì anh em giữ tỏi lại lâng theo lên nhá. Đó, tùy đó. Thì con này bây giờ còn 11 cộng với 10 là nhiều lương đấy nhá, 21 lương cả. So này đáng được các bạn này. So đá cánh được. Lorente 21 thì lấy con Luno này được. Đéo gì thật anh em. Để cơ bản thôi, Luno hoặc là Luxor kiểu kiểu vậy thôi, nói chung mình lấy con so cũng được các bạn, lấy con so cũng được nhá. Dư một tí lương nhá, lấy con so đi. Nói chung cũng ok mà anh em đẹp. Nói chung cơ bản thì đội hình này vẫn là một đội hình rất đẹp để anh em có thể lựa chọn rồi. Dự bị thì anh em để mua thêm nhá. Ở đây dư mấy tỷ này, anh em phải mua thêm một hai con dự bị cho tôi nhá. Future này cũng rẻ này. Các bạn có một chút tiền mua con Future lại ngon, có ma tốc độ vẫn 255, chạy đẹp phết đấy. Thì đấy, nói chung là khi nào về đủ đã các bạn nhé. Câu chuyện anh em mình về đủ đội hình chính thì anh em mình sẽ mua thêm dự bị sau, được chưa ạ? Thì tôi nghĩ đây là một hình 100 tỷ rất đẹp để anh em có thể cưới một đội quốc dân khỏe. Và khi đủ thì anh em mình sẽ cập nhật đội hình này sau nhé. The next day. Rồi sau đúng một ngày trở lại với đội hình quốc dân với tầm tiền đâu đó chỉ khoảng 100 tỷ thì chúng ta đã có một đội hình quốc dân vô cùng điển trai rồi. Đá cao nhất trên hàng công sẽ là Rondo của mùa 21U với lựa chọn mà bác chủ thích. Ngay phía sau sẽ là Eusebio của mùa CAP, cũng là một trong những con hàng vô cùng tuyệt vời với tốc độ với 255. Bộ tứ nguyên tử của chúng ta vẫn sẽ có là Son Heung-min và cả Pavel Nedved nữa. Thường thì quốc dân những con hàng ở hàng công chúng ta đều có hai chân như một, và Nedved, Son Heung-min, Eusebio và Rondo đảm bảo cho anh em được cái tiêu chí đó. Hai cầu thủ hàng tiền vệ sẽ là Rugulit của mùa EBS, bên cạnh là Balak cùng mùa giải đó luôn. Đây cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu ở vị trí quốc dân rồi. Cái tầm tiền bây giờ của FS nó cũng không quá đắt. Gullit ngày xưa toàn trên 30, bây giờ chỉ còn 20 tỷ thôi. Và Balak chỉ khoảng tầm 10 tỷ. Cực kỳ giá tốt dành cho anh em vào thời điểm hiện tại rồi. Cặp trung vệ sẽ là Rudiger cùng với Varane, đều là những trung vệ có tốc độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ mà không phải Tinkerler gì đều 120x hết rồi. Ở bên phải mình sẽ có là Hakimi và bên trái sẽ là Luxor. Vị trí gác đền là toàn củ tỏi đã có sẵn rồi cho bác chủ. Con này săn cũng khá là mệt, anh em săn được thì phải mua tầm cộng 6. Ở dự bị thì chúng ta còn có thêm là Kiesa của mùa 21U và có theo Endes với mùa thường. Đó là hai lựa chọn dự bị. Ngoài ra còn thêm tầm khoảng 3 tỷ 7. Bác chủ đang săn thêm một con hàng là Ivan Perisic với mùa 21U, cũng là một lựa chọn hay. Đó, anh em có thể mua thêm một hai con hàng nữa để thay đổi cũng được các bạn ạ. Thế thôi, tôi nghĩ như vậy thôi anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của đội hình quốc dân này. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của đội hình này. Một hình quốc dân rất đẹp trong form tiền chỉ khoảng 100 tỷ cho anh em lựa chọn. Nói chung thì quốc dân thì cũng có rất nhiều những con hàng quốc dân nữa. Nhưng trong khuôn khổ ngày hôm nay chúng ta sẽ có những lựa chọn như thế này. Son chạy. Rồi Son chạy là vấn đề xong luôn rồi đấy. Son Heung-min. Giải quyết vấn đề chưa? Được chưa? Hay quá nhờ. Son Heung-min. Rồi, có đột phá vào trong. Bướng nhỉ. Ui. Tí chết cơ. Đỡ. Đỡ đi. Và người khai thông thế với các là Sara 7. Ui. Chặn đứng họng ở đấy ạ. Sợ thật. Bây giờ hay không? Hay không? Hay không? Dã man pha xử lý của Michael Ballack. Đó là hoàn hảo với một pha đánh chặn và ra chân. Hay quá nhờ Luxor.
Mẹ, tình huống ấy còn phần phần nữa kìa. Giờ thì không thể bỏ lỡ nữa rồi. Và đó là Eusebio. Đợi đi. Đây rồi, Levet. Đây rồi. Và đó là Ronaldo, tiếp tục lại là người mở két ở trận cầu này. Bắt cái bài, bắt cái bài, bắt cái bài. Bắt cái vị. Khó nỡ lắm khi mà Ronaldo đã thoát xuống ở cự ly này. Và luôn. Đỡ đi. Ui mẹ, Ronaldo kìa, FD căng thế nhở. Hay nhờ. Ba vẹn ép vét. Ui. Ui. Phản công kìa. Không một động tác thừa vào mọi vị trí. Rồi lép vét. Hay nhỉ. Thằng Levet này nó căng ngang những quả đào đã chết được quả đấy luôn anh em ạ. Sợ thật. Đường bóng đi cong tõn luôn. Ghê dã man. Hay quá nhờ Son Heung-min. Quá khó dành cho hàng phòng ngự của đội bạn. Một pha bàn bật hay trong vòng cấm vào Eusebio là người kết thúc. Nope. Hay quá nhở, Son Heung-min kìa. Eusebio kìa. Lội lại xong mà. Bắt đi. Ôi vẫn lên rời á. Bắt. Nhẹ nhàng tình cảm như thế này thôi. Và tiếp tục là xe đà 7. Tốc độ. Không thể không ghi bàn. Ở cái cự ly này thì anh em vào đây rút cũng vào chứ không. Hay quá nhờ Son Heung-min. Tốc độ của Son Heung-min. Quả này không muốn ghi bàn cũng khó anh em ạ. Ronaldo được đặt vào cái tư thế không thể không ghi bàn. Bà lắc. Đừng tao tao chạy. Đừng tao tao chạy. Về thôi, về thôi, về thôi. Khó nhờ. Cái chân của Son Heung-min thì cũng kinh khủng không kém. Mình xin nhá. Bất cẩn lắm bạn ạ. Gần như là biếu không. Chấp thôi, à đúng cái tên. Đúng cái tên là chấp thôi. Hay chưa. Một xoạc bóng tài tình. Vãi đái nhờ, cụ cứa quả mượt thế. Hay thế nhờ. Ronaldo, người đẹp em di chuyển kìa. Biết mà. Quá nét. Và đó là ba Benefit. Người ta gọi là nét như ba Benefit vậy.